Rồi, thế là mình đã hoàn tất vào thùng, đóng thùng 15 cây trang lá hẹ, hay còn gọi là trang kim. Hello, hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là sáng chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 thì mình vô cái đơn hàng cho bạn này là tên Trung ở Tiền Giang. Mình sẽ vô cái đơn hàng gồm 15 cây bông trang lá hẹ. Đây. Thì mình sẽ vào thùng. Thùng để đứng như thế này 15 cây. 1 2 3 4 8 9 10 còn 5 cây nữa nha các bạn. 15 11 còn 5 cây nữa là ok. 12 cây. 13 14 15 ok, vào hết một thùng. Rồi, thế là mình đã hoàn tất vào thùng, đóng thùng 15 cây trang lá hẹ, hay còn gọi là trang kim. Ôi, chú nãy con quên để vô trong đó kìa. Chị chú cầm ghề đó giùm con luôn ha. Dạ. Rồi, hoàn tất 15 cây. Rồi dĩ xong đó chú. Yeah. Chú bưu điện đến chợ hàng. Xong. Cảm ơn các bạn đã xem kênh và ủng hộ kênh.